Chào bà con đến với tin giá lúa gạo và heo ba miền trên kênh Tiên Ly Sa đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo giá cao thấp tùy từng vùng mà thương lái mua cao thấp khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá. Giá lúa gạo hôm nay 17 tháng 2 tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Hôm nay giao dịch sôi động, nhiều kho chào giá gạo nhích nhẹ. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có biến động ghi nhận tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay đa số các thương lái chỉ lấy lúa khai trương đầu năm. Lượng giao dịch thực tế chưa nhiều. Tại Đồng Tháp, nhiều nông dân đang tất bật thu hoạch lúa đông xuân bởi bà con cho rằng, tranh thủ thu hoạch càng sớm sẽ bán giá càng cao. Trên đồng, máy gặt đập liên hợp, xe vận chuyển lúa hoạt động hết công suất, dưới kênh, thương lái neo đậu ghe chờ sẵn để thu mua lúa, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Theo cập nhật của tỉnh An Giang, giá lúa đài thơm 8 ở mức 9.300, 9.500 đồng 1 kg, lúa IR 504 ở mức 8.800, 9.200 đồng 1 kg, lúa ông 18 ở mức 9.200, 9.400 đồng 1 kg, lúa ông 5.451 ở mức 9.200, 9.400 đồng 1 kg, nàng hoa chính duy trì ổn định ở mức 9.400, 9.600 đồng 1 kg

Theo đó, tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu ông 18, đài thơm 8 ở mức 13.600, 13.800 đồng 1 kg, gạo nguyên liệu om 5.451 dao động quanh mức 13.200, 13.300 đồng 1 kg. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, gạo thơm ở mức 13.000. 13.300 đồng 1 kg, thơm đẹp 13.400, 13.600 đồng 1 kg gạo ong 5.451-13.100, 13 100 13 300 đồng 1 kg, IR 504 ở mức 12.500, 12.700 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, hiện giá gạo 25% tấm ở mức 610 đô la Mỹ một tấn, gạo 5% tấm ở mức 637 đô la Mỹ một tấn, giá heo hơi ngày 17 tháng 2 trên cả ba miền giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 53.000, 58.000 đồng một kg. Một chủ trang trại chăn nuôi heo tại Mỹ Đức, Hà Nội cho hay, từ trước đến nay, do điều tiết thị trường, nếu giá heo hơi tại các vùng miền chênh lệch thì các thương lái thu mua ở khu vực có giá thấp đến bán tại các khu vực có giá cao. Điều này có lợi là tăng nguồn cung để kìm đà tăng ở khu vực giá cao, cân đối thị trường. Tuy nhiên, bất cập là có thể khiến dịch bệnh lan rộng nếu không may thời điểm đó có nguồn bệnh âm ỉ chỉ cần giá heo ở các vùng miền trên lệch trên 10.000 đồng một kg thương lái sẽ buôn heo hơi xuyên tỉnh để kiếm lời hiện giá heo hơi tại miền nam thấp tại miền bắc cao dự báo lượng heo tại các trại miền nam sẽ được chở ra bắc kéo giá heo hơi tại miền bắc xuống thấp chủ trang trại này cho hay ông hà ngọc tuấn một chủ trang trại khác sống chợ sồng trực ninh nam định cũng cho biết Giá heo hơi thấp không kích thích người chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Do đó, lượng heo nuôi trong dân sẽ giảm, điều này sẽ kích thích heo hơi chảy từ miền Nam ra để cân bằng thị trường. Hiện nay, với mức giá 57.000, 58.000 đồng một kg, trung bình mỗi con heo bán ra, người nuôi lãi khoảng 500.000, 600.000 đồng một kg. Nếu giá heo hơi tụt thấp xuống dưới giá thành thì quy mô chăn nuôi tại nhiều trang trại ở miền Bắc chắc chắn sẽ thu hẹp. Nhiều tín hiệu cho thấy giá heo hơi sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, người nuôi chúng tôi có khả năng tụt mất mức, mức giá có lãi nếu giá heo hơi xuống dưới mức 50.000 đồng một kg, ông Hà Ngọc Tuấn nhận định. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Cụ thể, tỉnh Nam Định Thái nguyên giá heo đồng loạt giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 57.000 đồng 1 kg và 58.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình đi ngang, hiện được thương lái thu mua với mức 58.000 đồng 1 kg. Còn tỉnh Bắc Giang, Lào Cai đang ở mức giá thấp hơn 57.000 đồng 1 kg. Như vậy, Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 57.000, 58.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Minh Thuận giảm nhẹ 1.000 đồng một kg xuống mức 53.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định đạt mức giá 55.000 và 56.000 đồng một kg còn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Thuận ở mức 54.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang giao động trong khoảng từ 53.000, 56.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam. Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, Bình Dương. Sóc trăng giá heo hôm nay giảm 1.000 đồng 1 kg xuống 53.000 đồng 1 kg. Tương tự tỉnh Đồng Nai cũng giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 54.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre ở mức giá 54.000 đồng 1 kg. Cùng được thương lái thu mua với giá 53.000 đồng 1 kg là tỉnh An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu. Như vậy, Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 53.000, 54.000 đồng 1 kg.